V-League 2021 chuẩn bị bước sang giai đoạn thứ hai. Đó cũng là thời điểm để các đội bóng củng cố chất lượng chuyên môn cũng như là chiều sâu đội hình. Mới đây nhất, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã ký hợp đồng với ngoại binh Claudecir. Theo đó, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã ký hợp đồng với ngoại binh đang có phong độ rất kém trong thời gian qua là Claudecir để thay thế cho Ibu KB trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải 2021. Tiền đạo 31 tuổi này đã bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấm dứt hợp đồng hồi đầu mùa vì không tạo được dấu ấn. Kể từ khi bùng nổ trong màu áo câu lạc bộ Quảng Nam và giúp đội bóng này vô địch V-League 2017 với 12 bàn thắng sau 22 lần ra sân, phong độ của Claudecir bắt đầu lao dốc. Đã 4 mùa giải trôi qua nhưng chỉ có trong năm 2020 làn chân sút này ghi được nhiều nhất 4 bàn thắng, trong đó 3 cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh, còn 1 cho Hải Phòng.